Xin kính chào quý vị và các bạn. Như các bạn đã biết thì một vài hôm nay nó rất là hot vì iOS 8.3 của chúng ta đã được jailbreak. Trong khi đó thì có rất nhiều các thiết bị lock, từ iPhone 5C lock này, rất nhiều iPhone 5 lock, rồi 6 lock đang chạy hệ điều hành iOS 8.3 và chúng ta sẽ không thể fix triệt để những lỗi liên quan đến phiên bản lock được. Trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể fix được toàn bộ những lỗi liên quan đến chiếc iPhone lock với điều kiện là các bạn đã jailbreak. Để có thể tiến hành được fix tất cả các lỗi này, các bạn sẽ phải jailbreak máy này. Tất nhiên chúng ta sẽ phải có CDR rồi và sẽ download cho mình i5V. Đây là một file manager để chúng ta có thể vào được những cái đường dẫn vào đó để có thể xóa cũng như chỉnh sửa một vài thông tin. Từ đó chúng ta có thể fix được toàn bộ những lỗi, những cái mà chúng ta không mong muốn ở trên chiếc iPhone lock. Đầu tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi kiểm tra tài khoản sau 101, sau 102 rồi lỗi lập thẻ. Đầu tiên chúng ta sẽ phải tìm thư mục là VA. Sau đó thì chúng ta sẽ tìm mobile này, rồi vào library. Khi vào đến library rồi thì các bạn tìm cho mình cái carrier bundle và click vào cái chữ Y ở phía bên tay phải của cái folder này. Sau đó thì các bạn kéo xuống dưới, tìm mục access permission. Sau đó thì chọn cái user này, click vào đó và bỏ tick ở dòng right đi. Ở trong overlay thì các bạn sẽ chọn là cái device carrier. Và lưu ý là chọn đúng cái file mà có dung lượng là 8.1 KB. Lưu ý là chỉ 8.1 KB mà thôi. Sau đó click vào chọn Property List Viewer, bật sang On. Như vậy chúng ta sẽ có thể kiểm tra được tài khoản. Và lưu ý là chúng ta sẽ phải reset lại máy. Khi đó chúng ta có thể kiểm tra được tài khoản một cách bình thường, giống hết với tất cả những máy quốc tế khác. Tiếp theo thì với những chiếc iPhone lock, để có thể fix được lỗi danh bạ truy cập thì các bạn sẽ vào theo đường dẫn là System này. Sau đó chọn Library, rồi chọn Private Framework. Rồi, xem nào, đâu rồi, đây rồi, chính nó. Và các bạn sẽ tìm đến appsupport.framework, xóa file default.phone format. Sau đó thì copy hai cái file ở phía dưới thông tin của video này vào lại với cái folder đó. Và lưu ý là sẽ có hai file, một file dành cho nhà mạng SoftBank và Docomo, file còn lại sẽ dành cho nhà mạng KDDI, tức là nhà mạng AU đó. Và các bạn sẽ phải lưu ý là sẽ có thật đúng hai file này để tránh nhầm lẫn cũng như là sẽ có lỗi trong quá trình sử dụng. Chúng ta sẽ còn một số lỗi liên quan đến My Number này, FaceTime này, iMessage, rồi Hotspot. Tuy nhiên thì phiên bản mình đang có ở đây là iPhone phiên bản là Docomo. Thế nên là mình sẽ không thể làm thử cho các bạn được. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể fix những lỗi này. Với những máy nào mà thuộc nhà mạng SoftBank và Docomo thì việc kích hoạt iMessage này, FaceTime thì rất là đơn giản. Còn với nhà mạng AU thì chúng ta sẽ phải fix những lỗi này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ truy cập vào đường dẫn System, chọn Library, rồi Carrier Bundle. Xong rồi chọn iPhone và tìm đến xóa cái file tên là 44050. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm và xóa tất cả những file trong thư mục KDDI, gạch dưới LTE, gạch dưới GP.bundle. Mẫu cuối cùng thì mình sẽ chọn là VA, Mobile, rồi Library, chọn Preference. Sau đó chọn một cái tên rất là dài là com.apple.appsupport. Đó, xong rồi các bạn sẽ mở đặc tính, đổi từ GP thành VN, sau đó reset lại máy. Và máy sẽ yêu cầu các bạn kích hoạt iMessage này, FaceTime. Vậy là xong, với những máy thuộc nhà mạng AU thì chúng ta đã có thể sử dụng được iMessage, FaceTime một cách bình thường như những máy quốc tế. Còn với lỗi hotspot này, đổi tên nhà mạng rồi sử dụng mạng mà không cần phải bật chuyển vùng dữ liệu, thì những máy nào đang là lock Docomo thì mình khuyên các bạn nên để nguyên, không nên fix những cái lỗi này. Còn với các nhà mạng là AU cũng như SoftBank thì chúng ta có thể fix những lỗi như sau. Các bạn có thể nhìn ở trên màn hình. Đầu tiên thì với nhà mạng KDDI AU, chúng ta sẽ vào System, Library này, sau đó sẽ chọn Carrier Bundle, tiếp theo sẽ là chọn iPhone. Đó là đường dẫn mà các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Sau đó chúng ta sẽ tìm đến thư mục là unknown.bundle, xóa hết tất cả những file ở trong đó đi. Tiếp theo chúng ta sẽ phải tìm thư mục là viettel-vn.bundle. Nếu các bạn dùng sim Viettel hoặc là sim Vina thì nó sẽ có tên tương ứng và gạch dưới là vn.bundle. Copy tất cả những file đó sang thư mục mà các bạn vừa xóa ở trên, đó là unknown.bundle. Như vậy thì chúng ta có thể fix được cái lỗi hotspot rồi không cần phải chuyển vùng dữ liệu của nhà mạng AU. Tiếp theo thì mình sẽ chuyển qua với nhà mạng SoftBank. Với nhà mạng SoftBank thì cách thức này đơn giản hơn rất nhiều. Chúng ta chỉ cần vào CDR và tìm cái TheraMe for iOS 8. Cách thức này thì rất là đơn giản với nhà mạng SoftBank. Và lưu ý là khi cài đặt cái trick này xong thì các bạn sẽ restart lại máy và chúng ta sẽ có thể fix được toàn bộ những lỗi liên quan đến hotspot rồi sử dụng mạng mà cần phải bật chuyển vùng dữ liệu. Có một điểm khá khó chịu ở những chiếc iPhone đến từ Nhật Bản, đó là nó chụp ảnh sẽ ra tiếng và chúng ta sẽ không thể nào tắt được cái âm thanh này.
Đó là quy định ở Nhật Bản thôi. Và người dùng ở Việt Nam sẽ không cần đến tính năng này. Nếu các bạn muốn tắt cái âm thanh này thì công việc cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm vào thư mục là System này, chọn Library Frameworks. Sau đó chúng ta sẽ tìm đến cái Media Toolbox.framework. Cuối cùng sẽ tìm thấy một cái file tên rất là dài, tên là Reason Behavior gì đó. Ở đây các bạn có thể thấy tên nó rất là dài, và sẽ nhớ là cái Behavior mình thì đã chót xóa nó đi rồi. Các bạn chỉ cần vào đó và xóa cái file này đi, vậy là được. Chúng ta sẽ có thể chụp ảnh âm thanh không ra tiếng. Còn khi các bạn muốn chụp ảnh mà nó có âm thanh ấy, chỉ cần gạt cái cần zoom của chúng ta nên nó âm thanh, vậy là chúng ta có thể chụp ảnh ra tiếng được. Nó giống hệt với những máy quốc tế, không có sự khác biệt nào về việc này. Trên đây thì mình đã gửi đến các bạn cách để có thể fix lỗi liên quan đến chiếc iPhone lock. Nếu các bạn gặp bất kỳ khó khăn gì hay có yêu cầu gì về dịch vụ thì hãy đến ngay với các cửa hàng TechOne gần nhất và truy cập vào website techone.vn để biết thêm những thông tin về chiếc iPhone lock. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. TechOne, uy tín và giá trị đích thực.